Em là lấy cái mới cho ảnh từ xé luôn em. Cái mới cho ảnh từ xé luôn. Tôi nè Nguyễn Thành Phương kiến trúc sư ok tôi mắc đi toilet rồi bây giờ mình qua chấp hành yêu cầu ok đi. Các bạn cứ quay đi tôi mắc đi sau khi tôi đi toilet tôi có nhu cầu về cá nhân tôi muốn đi nha xong rồi ôi xong rồi bây giờ nè mình chấp hành yêu cầu của ấy này chứ đang có nhu cầu mình bây giờ nãy giờ anh nãy giờ bao nhiêu lần rồi bây giờ tôi yêu cầu anh bây giờ chấp hành như thế bao nhiêu lần tôi đang có nhu cầu lấy cái máy nó cầm cầm đây rồi anh cứ đứng đây đi bây giờ nè bây giờ mình cứ chấp hành theo xong rồi mọi chuyện cá nhân mình sẽ được giải quyết sau trong đó ha à, đúng không bây giờ mình cứ chấp hành theo yêu cầu của tôi chức năng nha rồi xong rồi sau đó mình sẽ được giải quyết yêu cầu cá nhân của mình trước khi á tôi mất đi toilet giờ tôi đi toilet anh rồi anh ngăn cản tôi động nó về xin lỗi nha anh lo rồi anh không được ở tài xuống anh đừng có chỉ chỗ anh không có chị ai tôi không có chị ai nhưng mà giờ tôi có nhu cầu bây giờ tôi đi bây giờ vô toilet anh ở nãy giờ ra đây đừng nói với anh nãy giờ đã có nhau bao nhiêu lần rồi bây giờ anh hỏi vô tôi vô toilet đâu nè mọi vấn đề bây giờ anh chấp hành yêu cầu của tôi là chúng ta xong rồi sau đó chúng ta quyền lực giải quyết nghe không bây giờ tôi có nhu cầu của cá nhân của tôi lấy mấy nó cầm ra đi đó là sao bây giờ tôi anh có chấp hành đi toilet bây giờ tôi sẽ ra bây giờ anh có chấp hành đo nồng độ cồn theo yêu cầu của tôi không bây giờ tôi hỏi yêu cầu anh là có chấp hành không có chấp hành đo nồng độ cồn hay không tôi đi toilet tại sao anh lại né tránh tôi đang muốn đi toilet tại sao anh lại né tránh kỳ cấp một thì rất là nhanh thôi nha. Tôi đang mắc toilet và tôi đang muốn đi toilet và tôi hỏi anh nè trong người anh á bây giờ không biết tôi người nè có người nghe nè bây giờ anh á
bây giờ anh cứ có chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của cơ quan chức năng hay không? Bây giờ tôi hỏi anh là có yêu chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của cơ quan chức năng không? Bây giờ hỏi anh á, bây giờ mình có đo đi, bây giờ mình có đo cái xong rồi mình đi toilet nhắm. Bây giờ mình rất không đo hả? Tôi đi toilet không có giá tôi đo. Không anh nói gì? Tôi đi toilet tôi sẽ đo. Bây giờ tôi quay chức năng ở đây nè. Anh không có gì làm cái gì mà anh không có vừa. Tôi đâu cắt gì? Tôi nói là tôi muốn đi toilet. Tôi đang mắc toilet, tôi dạy đi toilet. Tôi xong nhà tôi sẽ đo. Bây giờ mình đo đi nha. Tôi bây giờ anh nói hết cho anh hiểu chưa? Rồi. Mình làm gì với cơ quan chức năng? Thì bây giờ lên. Không có chấp hành. Nè nè, bây giờ nè, tôi đi toilet xong giờ tôi đo. Bây giờ mấy anh chờ tôi không? Tôi đang có cái đo. Tôi sẵn sàng chấp là người ta đo. Đang làm việc chứ đây chấp hành. Đâu ở anh đo. Đo đi. Ok. Đo xong đi toilet rồi không? Tôi đi toilet xong giờ tôi đo. Xin đi toilet đo được ở đây. Ủa tôi đang mắc toilet. Nãy giờ anh đang làm việc với cơ quan chức năng. Anh làm việc nãy giờ tôi đang kia xong hả? Tôi nói tôi đang mắc nè. Với em cứ quay đi. Tôi nói. Tôi là nói tôi thật sự tôi muốn đo, tôi đang muốn đi toilet. Còn anh đi toilet xong anh muốn đo. Bây giờ đo đi, bây giờ mình đo cái đi. Mình giải quyết vấn đề nha. Ok, bạn nói đi không sao hết. Không, tôi đi toilet xong rồi ra tôi đo. Rồi, anh yêu cầu anh ra nào báo nè. Báo gì có gì vậy, anh em gì cũng vậy. Anh em quay phim gì cũng đâu. Tôi đi toilet. Anh đợi đó là và xong tôi ra tôi sẽ đo. Bây giờ yêu cầu anh làm việc với cơ quan chức năng trước nè. Chính xác. Rồi thì anh làm trước đi. Cơ quan chức năng ép cái người đang đi cầu hả? Đó, đang mắc toilet hả? Làm gì ta tự đi qua đây nè. Đi đó đi, nhưng người ta đã mắc toilet, người ta đi toilet. Chuyện này rất là nhanh, không mất anh một cái 5 giây. Rồi lại nghe còn một cái thổi gì nữa. Dạ không, tôi không thổi. Anh không thổi. Bây giờ tôi đi toilet xong rồi tôi thổi. Anh đang hỏi đây nè, tại ngay chỗ này đây, đây này nhanh nhất là không thổi. Đây chờ cái thổi. Vô về nhu cầu. Coi về anh có tôn trọng cái quyền con người cá nhân không? Quyền là cá nhân không? Là mọi người đang đi làm. Bây giờ làm việc ở ngoài rồi, nãy giờ làm việc ở ngoài không cũng chấp hành. Tuy nhiên anh đòi đi đâu đi đó được nha. Tôi nói yêu cầu rồi hỏi chuyện vấn đề không gọi khác. Bây giờ mình làm yêu cầu rồi thay cho chuyện chức năng. Mình làm đáp, mình đáp. Sẵn này ra hợp tác với chuyện này, mình hợp tác. Mình hợp tác xong rồi mình đòi chuyện rồi. Rồi lại bây giờ mình thở cái mình rất là nhẹ nhàng. Ok, rồi. Tôi sẵn sàng. Tôi đi toilet xong rồi ra đo nha. Rồi đi toilet. Anh hỏi nãy giờ anh đo, nãy giờ anh hỏi là xong rồi đó. Nãy giờ anh hỏi là xong rồi đó. Nãy giờ. Bây giờ nè. Rồi đó, anh hỏi đi. Trong thời gian đó bao nhiêu người đi ngang qua tôi hiểu. Anh làm nha nha nè. Quay lên bạn, lên 6. Bạn Văn Hiền. Nha. Bây giờ tôi muốn tôi đi toilet xong rồi tôi ra tôi sau khi tôi đi toilet. Tôi sẽ tôi đã giới thích chưa? Bây giờ hiện tại đây có bây giờ không có, không thể đo bao nhiêu người đâu để tôi biết một mình anh được ha. Đúng rồi. Bây giờ anh nó phải gì mà tập thể đi không? Bây giờ nè, anh bây giờ đó, anh cứ đo một cái xong anh đi vô toilet. Rồi đó là rất nhanh thôi. Tại sao mà anh không chấp nhận tôi? Tôi có quyền lợi cá nhân của tôi là con người. Tôi một tâm thể, tôi tâm trạng tôi á đang muốn đi toilet sau khi con người tôi khỏe mạnh. Hoặc là đi toilet xong tôi sẽ ra ngồi tôi chấp hành tất cả anh yêu cầu nhưng mà bây giờ tôi đang mắc toilet mà anh cấm nãy giờ anh mất nãy giờ chưa thấy đâu vậy gì đó. Ủa bây giờ nè tôi yêu cầu anh nè hỏi rất là nhanh anh chỉ có 5 giây thôi anh cứ hỏi đi ha là chỉ có 5 giây nãy giờ anh đứng ở này nãy giờ hết rồi đó đúng không anh không nói chuyện này ngàn được với tôi đừng bao giờ nói không sao anh không chấp nhận yêu cầu thì sao không chấp nhận yêu cầu được chỉ có yêu cầu của anh không sao. Tôi và bạn là công an phường, tôi hiểu. Nhỏ. Không chấp hành. Đây rồi. Tôi có quyền lợi còn về cá nhân. Tôi đã biết qua toilet. Còn bạn á. Ok. Anh đi xe thì anh giờ các anh giao thông kiểm tra thì giờ mình chấp hành mình đo nồng độ cồn chứ. Cả lái gọi à tôi đang đi mắc toilet. Thì tôi đi toilet xong tôi ra tôi kiểm tra có gì đâu. Bây giờ anh thấy ông quyền lợi cá nhân. Nãy giờ đó. Nó nữ lại 5 giây. Lại 5 giây. Lại 5 giây. Một tí nữa cũng vậy à. Ý là anh né tránh hơn, anh né tránh sự. Tôi không né tránh. Anh mới nói một tí nữa cũng vậy nè, mày né tránh. Tôi nói cho tôi vô toilet. Đúng không? Anh vừa nói. Tôi vô toilet. Xong rồi vô toilet xong. Anh vừa nói là anh vừa nói xong một tiếng nữa cũng vậy thôi là cứ nghĩ anh đi. Đúng không? Bây giờ ý là một tiếng nữa anh không đi toilet cũng vậy.
anh nói chuyện đi để sao được. Em vô đó anh ngồi tí hộ, anh chờ anh tí hộ. Cho nên bây giờ bây giờ em mời anh đi nào. Bây giờ anh mời cái này ống còn nguyên không? Trong bệnh rồi kiểm tra giùm. Được rồi, bây giờ anh nói chuyện là ống còn nguyên hay ống. Bây giờ anh có chấp hành như đầu đâu còn không? Đây nè, tôi đang mắc đi nghe. Cái này anh nói với tôi đó, mình chỉ hỏi yêu cầu thôi, anh cứ chấp hành đo được mình còn hay không. Hành vi của tôi bây giờ nó không có đo được là mở được không? Sao không đo được? Giờ tôi đi toilet sao? Tôi đang ỉa, tôi mắc ỉa. Tôi đang mắc ỉa. Đến em mời anh đi. Tôi đang mắc ỉa. Nó không có liên quan gì đến cái miệng anh đó, đúng không? Đúng không? Tôi mắc ỉa. Giờ tôi muốn ỉa. Anh đâu có đồng ý cho tôi ỉa không? Anh thở sẽ là anh cứ vậy. Rồi, à, tôi đang mắc ỉa. Mà anh chơi. Không còn nguyên trong bạch nha. Thế à, nhân đồng vô chứ không có ai đâu mình. Nè, tôi đang mắc ỉa. Tôi muốn đi ỉa. Anh cứ chấp hành đi. Không. Chấp hành xong rồi chứ. Chấp cái gì mà chấp hành đang mắc ỉa? Hành vi tôi giờ này không còn đàng hoàng. Làm sao tôi chấp hành được? Tôi đang ỉa. Bây giờ tôi ỉa xong tôi ra. Tôi chấp hành với anh. Chứ bây giờ anh chưa đâu. Đâu không hiểu rồi. Rồi rồi. Rồi tôi bảo anh ỉa. Tôi muốn đi ỉa. Tôi muốn đi ỉa. Ỉa xong rồi tôi ra. Không. Tôi mời lần thứ ba kiểm tra đâu còn gì mình hỏi anh. Tôi đang mắc ỉa. Tôi đang mắc ỉa. Tôi đang mắc ỉa. Tôi mời lần thứ ba anh hỏi không thôi. Tôi đang mắc ỉa. Và tôi đang mắc ỉa. Tôi đang mắc ỉa. Tôi đang mắc ỉa. Sau khi ỉa xong tôi sẽ thổi nồng độ cồn. Tôi muốn đi cầu. Mấy anh không cho tôi đi cầu. Anh đừng có nói là tôi đang mắc cầu. Tôi đang mắc đi cầu. Sau khi đi cầu xong rồi tôi sẽ thổi. Sau khi đi cầu xong tôi sẽ thổi. Sao mà anh làm gì đấy? Thôi đi cầu. Ờ, xong rồi. Đi cầu rồi, tôi dám, tôi làm việc. Làm gì tôi đi cầu? Làm việc cái gì? Ủa, tôi đi cầu. Bao lâu anh? Tôi đi chứ. Anh hỏi đi bao lâu? Trời ơi, tôi đi cầu. Bao lâu? Tôi đi cầu xong rồi tôi dám anh đi. Chức năng chờ đợi được rồi. Rồi bây giờ nó đi cho phép anh đi bao lâu? Rồi, khi nào tôi xong tôi ra tôi làm việc với mấy anh. Không thôi chờ thêm chờ y tế đến luôn. Ok, anh kêu hết, kêu cái gì cơ quan chức năng mà có tổng soát được. Giờ vậy, tôi chỉ muốn tôi đi cầu. Ok. Ok, đúng rồi. Chính xác. Tôi đi cầu. Rồi ok, tôi đi cầu. Đây. Tôi muốn đi cầu. Ok, răng này. Bội bộ, nó mượn cái răng nó khóa đi ỉa cái thôi, chẳng em tụt quần ra đây ỉa. Công an phường cho anh đi vệ sinh, đây tao không làm việc, tao mới mở cửa rồi. Mở cửa cho công an phường hay là về cơ quan của em để đi vệ sinh. Anh đang mất tiền và muốn hiện ở đây không? Còn á, anh có dư phạt em cứ giữ. Em có quyền làm việc không mà? Em đi xong. Để giải quyết rồi, thôi nói giải quyết rồi. Làm theo phương án một đi. Hả? Đi làm. 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 Đi làm.